you make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. Đại gia Trần Tám gồng hết nối tiền lãi ngân hàng, hạ giá bán lỗ 2 tỷ đồng, một căn nhà đẹp diện tích khủng ngang 4m2, sâu vào 18m tại trục đường chính Lê Đức Thọ thuộc phường 14 quận Gò Vấp nha quý vị. Một căn nhà đẹp hướng Tây Bắc phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch, xây mới hoàn toàn năm 2023, sống riêng, xây dựng rất là đẹp, rất là sang và thiết kế trệt lửng 3 lầu. Chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ, sẽ có 6 vệ sinh, một phòng xông hơi trên sân thượng và phòng thờ, phòng giặt sân thượng trước sau. Một căn nhà diện tích đẹp 4m2 dài 18m, có sân xe máy 2m và giá bán giảm 2 tỷ nha quý vị. Hẻm một xẹt thông của trục đường Lê Đức Thọ, phường 14 quận Gò Vấp. Căn nhà mình thì trước đó anh Tám giao tới 10 tỷ rưỡi, bây giờ giảm giá xuống 2 tỷ đồng, chỉ còn có giao bán 8 tỷ rưỡi thôi, vẫn còn thương lượng nha quý vị. Đường trước nhà là con đường rộng 7m, con đường hẻm một xẹt sát với trục đường chính Lê Đức Thọ phía bên ngoài, thuộc phường 14 quận Gò Vấp nha anh chị, sát với ngã ba đường Lê Đức Thọ và đường Lê Văn Thọ luôn. Ở đây thì gần với ngã ba cầu Cụt nha. Đây, khu vực đường Lê Đức Thọ, trục đường rất là lớn, hai làn xe, chỉ sát đường chính, cách đường chính khoảng tầm 30m thôi. Đường thông chúng ta thuận tiện là văn phòng công ty, kinh doanh buôn bán online mỹ phẩm, hoặc là chúng ta bán tạp hóa cũng được. Căn nhà vị trí sát đường rất đẹp luôn. Đấy, đường rộng tầm 7m nha quý vị. Đường thông, xe hơi xe tải quay đầu vào nhà thoải mái. Chúng ta sẽ có một lớp cổng sắt 4 cánh phía bên ngoài, khoảng sân 2m, anh chị đậu thoải mái tầm 4-5 cái xe máy phía bên ngoài. Có cửa nhôm sinh pha dẹp cửa và bên hông thì chúng ta có tủ giày dép nha. Trong đây sẽ là khu vực gara đậu ô tô, đậu thoải mái hai con ô tô trong nhà. Tường bên tay trái sẽ được ốp những cái miếng gạch loại mới và tường bên phải thì được ốp gạch trơn. Chúng ta sẽ được bố trí đèn chùm thạch cao, đèn led. Căn nhà rất là dài luôn, 4m2 dài tới 18m, xây dựng cũng dài và giá bán thì bây giờ hạ chỉ còn 8 tỷ rưỡi thôi. Một căn nhà cực kỳ đẹp, cực kỳ sang, giảm giá bán lỗ 2 tỷ đồng ngay tại trục đường Lê Đức Thọ, phường 14 Gò Vấp nha quý vị, sát với ngã ba cầu Cụt. Cầu thang sẽ được ốp đa trắng chạy đèn led, đúc rộng tầm 90, đóng rích rắc và tay vịn của sồi Nga sử dụng toàn bộ sắt đặc sơn trắng nha. Phòng bếp chúng ta sẽ được tặng lại tủ lạnh hai cánh, bộ tủ bếp của An Cường đóng tới nóc luôn, tặng bàn ăn. Tường cũng được ốp gạch cao lên đụng trần nha quý vị. Dưới thì được ốp sàn gạch 80, có bếp điện tử, máy hút mùi. Một căn nhà rất là dài và rộng rãi, diện tích dài cực kỳ thoáng luôn. Giá giao bán đã được giảm xuống chỉ còn có 8 tỷ 500 triệu đồng thôi. Trước đó 2 tháng thì anh Tám giao tới 10 tỷ rưỡi. Đấy, căn nhà giá bán quá là ngon rồi nha quý vị. Nên là quý anh chị cô chú nào quan tâm đến căn nhà đẹp này, chúng ta hãy alo trực tiếp về tới bên nhà đặt Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình, chúng ta đi xem ngay căn nhà đẹp này nhá. Phía sau là chúng ta có nhà vệ sinh, bồn cầu khối, lavabo rửa mặt và gương led, gạch ốp cao đụng trần và có giếng trời sau. Phòng ốc, phòng gara cũng dài, phòng bếp cũng rất là dài nha. Nhà mình dài tới 18m, ngang 4m2 dài 18m. Đất công nhận đủ tới
gần 80 mét vuông đất, 75 mét vuông đất, đấy, giá chỉ có 8 tỷ rưỡi thôi. Căn nhà quá là đẹp, thiết kế trệt lửng 3 lầu, mẫu hiện đại mới nhất năm 2023, sổ hồng riêng, hoàn công sổ sách đầy đủ hết rồi. Anh chị chỉ cần tầm 2 tỷ tiền mặt, còn đâu chúng ta vay ngân hàng thoải mái nha. Tầng lửng sẽ là không gian phòng tiếp khách, trên này sẽ được ốp sàn gạch da gỗ, có cửa kính cách âm để chúng ta làm phòng máy lạnh nha. Tặng lại sofa da này, tường ốp nhựa PVC, bố trí tivi 65 inch, máy lạnh Kapper, trên có đèn chùm, đèn led thạch cao. Đấy, phòng đứng thì rất là rộng, có ban công phía sau luôn. Căn nhà thì cực kỳ đẹp, cực kỳ sang. Giá bán quá là rẻ nhau quý vị, chỉ có 8 tỷ 500 triệu đồng thôi. Đấy, anh chị cô chú nào muốn sở hữu đến căn nhà đẹp diện tích to này, chúng ta chỉ liên hệ ngay trực tiếp về bên em Hưng nhá. Một căn nhà quá là ok luôn, giá bán cực kỳ rẻ và vị trí đẹp, đường thông hẻm một xẹt. Phía sau đây chúng ta có ban công ở tầng lửng phía sau luôn, có trồng cây xanh và làm khung sắt làm giếng trời, do vậy thì phía trên phòng ngủ chúng ta sẽ có cửa sổ sau nhá. Căn nhà quá là rẻ, bây giờ chỉ có 8 tỷ rưỡi thôi. Vị trí đẹp, sát đường chính, xây mới, màu mới, có phòng sông hơi nha quý vị. Đấy, tặng hết nội thất rồi, khi anh chị mua thì chúng ta chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Đường trước nhà rộng tầm 7 mét, hẻm một xẹt thông, quá đẹp luôn nha quý vị. Quý anh chị cô chú nào đang xem video thì chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông, thả like ủng hộ em. Chúng ta có nhận xét gì về căn nhà này hãy bình luận xuống dưới video và Hưng sẽ trả lời 24/24 nha. Cầu thang trên này sẽ được đá kim sa đen và tường đỗ ốp gạch cực kỳ chắc chắn luôn. Trên này sẽ là không gian lầu 1, phòng ngủ 1-2. Nội thất có hết rồi, dưới được ốp sàn gạch da gỗ nha. Giường, tủ, quần áo, kệ tivi, máy lạnh, tường ốp nhựa và trang trí dán dây lên tường. Đấy, phòng ngủ rất là rộng, rất là thoáng, có toilet riêng mỗi phòng, toilet làm rộng dài vách tâm kính, bồn cầu khối, vòi inox và chúng ta có gương led. Đấy, căn nhà rất là ok, rất là rẻ luôn. Có ban công phía ngoài đông mét 2, trồng phát tài núi ra bên ngoài nha, cửa nhôm xin pha. Nhà vị trí quá là đẹp, một nhà quý vị. Giá bán thì đang được anh ấy giảm tới 2 tỷ. Trước đó cách đây vài tháng thì có mấy khách trả trên 9 tỷ mà không bán rồi. Bây giờ gồng hết nổi, thị trường chậm nên hạ xuống còn có 8 tỷ rưỡi thôi. Đấy, phòng ngủ rất là rộng nha anh chị. Phòng ngủ cực kỳ rộng rãi, cực kỳ thoáng mát luôn. Phía sau đây sẽ là không gian phòng ngủ số 2, cũng có giường 1m8, đệm và máy lạnh, tường trang trí ốp nhựa và tranh ảnh dán giấy dán tường đầy đủ hết rồi, có cửa sổ phía sau rất là thoáng nhá. Dưới thì sẽ được ốp sàn gạch da gỗ, toilet ở phía sau này làm to hơn. Đây, toilet bồn cầu khối, gương led lavabo rửa mặt, vòi inox gạch cũng cao đụng trần. Lầu 1, lầu 2 làm giống y chang nhau nha, cũng đầy đủ hết nội thất rồi. Anh chị về chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Căn nhà quá là đẹp, quá là sang, diện tích dài. Trên này là không gian phòng ngủ số 3 nha quý vị. Phòng ngủ số 3 của chúng ta thì đã được trang trí ok hết luôn. Hướng Tây Bắc nha, ở đây di chuyển về sân bay đi khoảng tầm 15 phút nha. Đây, gần ba cầu cụt và khu vực này thì đường rất là rộng, thoáng, mát và khu nhà toàn bộ nhà lầu xây cao tầng. Bên này là không gian phòng ngủ số 4 nha. Đây, đầy đủ hết luôn nha quý vị. Nhà thiết kế đẹp, sang trọng, đẳng cấp như này, giá có 8 tỷ rưỡi thôi.
Xã đã có là hời cho anh chị mua ở, mua cho thuê, mua đầu tư rồi. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian phòng sống hơi, phòng thờ, sân thượng trước và sân thượng sau giặt phơi đồ. Sau đây sẽ có phòng sống hơi, có bồn tắm nằm ở trong cùng. Đấy, anh chị để máy giặt ở phía đây và phơi đồ ở phía sau nha. Có cầu thang sắt di chuyển lên trên luôn, phía trên đúc hết luôn nha quý vị. Đây, có phòng sống hơi quá là đẹp luôn rồi. Thoải mái anh chị xông hơi ướt xông khô trong này. Trong này có khu vực đi vệ sinh, khu vực bồn tắm nằm, bồn rửa mặt. Chống thấm hết rồi nha, gạch ốp cao đụng trần, ốp phía dưới hết rồi. Anh chị phơi đồ phơi khu vực này cũng được, hoặc là chúng ta dùng máy sấy. Phía trước sẽ là không gian phòng thờ và sân thượng phía trước cho anh chị trồng cây. Đây, nhà đầy đủ, giá bán rất là rẻ. Đây là không gian phòng thờ nha, quá là rộng rãi, đúc sạch sẽ, không có lo bị mưa. Phía trước đây sẽ là không gian sân thượng cho anh chị trồng cây, trên đúc hết luôn, đúc tới 4 tấm rưỡi nha, có tặng đại sĩ đù đây. Và video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi, chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.